chiều ngày 6 tháng 5, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Tạ Quang Việt, 25 tuổi, trú tại Sài Sơn, Quốc Oai, chủ quán karaoke để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Công an cũng tạm giữ Lê Văn Thân, 29 tuổi, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Lê Công Đức Long, 21 tuổi và Nguyễn Ngọc Kim, 25 tuổi, cùng trú tại Cần Kiệm, Thạch Thất, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo Công an, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố Hà Nội, Công an thành phố đã rà soát địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game, v.v., yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn lén lút hoạt động. Khoảng 1 giờ 30 sáng, ngày 4 tháng 5, Công an huyện Thạch Thất kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke hát cho nhau nghe Hoa Sữa, thôn 2, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, phát hiện 13 thanh niên, 6 nam và 7 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng hát. Kiểm tra nhanh, Công an xác định có 10 người dương tính với ma túy.